Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều, đường cấm vân vân diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên tổ chức ra quân xử lý, tuy nhiên một phần nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao nên chưa thể giải quyết được dứt điểm. Không quan sát biển báo, có việc gấp, tiết kiệm thời gian là những lý do được nhiều người đưa ra để lý giải cho hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi vào các tuyến đường ngược chiều. Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, bất kể giờ thường hay giờ cao điểm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Hầu như thấy giờ nào cũng không hận đi ngược chiều nữa, vì thường thường chỗ đây đoạn đây có 2 chiều, tới đây một chút. Theo các cơ quan chức năng, tình trạng các phương tiện đi ngược chiều diễn ra khá phổ biến. Riêng tuyến đường Trân Nữ Vương, quận Hải Châu, mỗi ngày ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Bên cạnh lỗi đi ngược chiều, thì các trường hợp vượt đèn đỏ, lấn làn đường cũng thường xuyên xảy ra. Khó khăn trong công tác của đoạn đường này thì mặc dù đã được đặt biển báo rất rõ ràng, kể cả những biển báo phụ, nhưng mà người dân khi tham gia giao thông chủ yếu người dân là không chú ý quan sát để dẫn đến vi phạm lỗi đi ngược chiều. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên tuyên truyền, mặc dù nhưng người dân chủ yếu là không chú ý quan sát là mới vi phạm. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có nhiều trường hợp tai nạn giao thông do lỗi đi vào đường cấm, đường ngược chiều. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần tự giác và nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.